Nissan Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, BMW Motorrad International GS Trophy, gọi tắt là GS Trophy, là giải đấu uy tín được tổ chức 2 năm một lần, dành riêng cho khách hàng sở hữu dòng xe Adventure của hãng trên toàn thế giới. Và đây là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức tại Việt Nam với các vòng loại tại miền Bắc và miền Nam. Vòng chung kết vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra 3 tay đua đại diện Việt Nam tham dự vòng loại khu vực Đông Nam Á. Ra đời từ năm 2008, GS Trophy là giải đấu uy tín được tổ chức 2 năm một lần dành riêng cho khách hàng sở hữu dòng xe Adventure của hãng trên toàn thế giới. Giải đấu được chia làm 2 giai đoạn, vòng loại tại mỗi nước và vòng chung kết thế giới. Nhằm tạo cơ hội cho khách hàng yêu thích và sở hữu dòng xe Adventure của BMW Motorrad tại Việt Nam có thể tham gia thi đấu và trải nghiệm vòng chung kết thế giới, BMW Motorrad đã quyết định tổ chức vòng loại GS Trophy Việt Nam 2019. Cuộc thi đã diễn ra cho khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam, với sự đăng ký tham dự của tổng cộng gần 100 tay lái. Mỗi khu vực sẽ chọn 3 người và 6 người này sẽ lại tranh tài cùng nhau để chọn ra 3 gương mặt cuối cùng đại diện cho Việt Nam. Vòng chung kết quốc gia đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 9 vừa qua và đã tìm được 3 gương mặt xuất sắc nhất để tham gia vòng loại khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Malaysia vào ngày 21 và 22 tháng 9 sắp tới. Theo mình đánh giá thì giải này về mặt tổ chức và những cái bài thi thì mình thấy khá tốt. Về cái quá trình mà chơi bộ môn này thì mình cũng trải ra một quá trình nó cũng khá dài. Mình bắt đầu đam mê du lịch, mình chơi tới rất là nhiều dòng xe và từ lát xích có, cào cào có. Thì chính vì cái niềm đam mê du lịch của mình thì mình mới chơi dòng xe Adventure. Thì chỉ có dòng xe Adventure của BMW nó mới giúp mình đi xa nhất có thể, đi sâu nhất có thể để khám phá những cảnh đẹp, những cái nét văn hóa đẹp của người đồng bào Việt Nam. Theo quy định, người tham gia thi đấu là khách hàng đang sở hữu dòng xe GS từ 600cc trở lên và không phải là nhân viên của BMW Motorrad Việt Nam. Tại vòng loại hai khu vực, các tay lái đã lần lượt thi đấu các bài thi được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn trên toàn cầu, chuyên gia nước ngoài sẽ hỗ trợ và chấm điểm. Theo kinh nghiệm mình đánh giá thì vòng loại thì nó khá cơ bản để cho tất cả người chơi xe Adventure Việt Nam mình có thể chạy được và trải nghiệm với nó được. Vòng loại thì mọi người có thể chạy và trải nghiệm và có thể nhận biết được là kỹ năng mình tới đâu, sự tự tin mình với con xe Adventure tới đâu. Qua đó họ có thể tập luyện thêm, focus thêm, nâng cao cái kỹ năng của mình để những chuyến đi khám phá họ được an toàn hơn. GS Trophy là giải đấu tập trung đề cao tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, ý chí và kỹ năng lái xe qua các địa hình hiểm trở, đặc biệt chú trọng về tính trải nghiệm. Giải đấu thường được tổ chức kéo dài từ 7 đến 10 ngày, được mệnh danh là hành trình đáng nhớ trong đời, đem đến những trải nghiệm vô giá cho khách hàng BMW Motorrad đã trót đam mê sự dịch chuyển và phiêu lưu khám phá. Riêng về cái bài chung kết vào buổi chiều, theo mình đánh giá thì nó hơi khó cho đa số còn lại. Nếu những người có tập luyện nhiều như mình thì mình cảm thấy ok, cái đó mình có thể làm tốt được. Nhưng với những người không tập luyện nhiều thì đối với họ sẽ rất là khó. Chứng minh là chiều nay có những cái bài chạy vòng tròn là chuẩn thế giới hiện tại, những nước khác qualify giữa 5m thôi, nhưng mà hồi chiều ổng có thể làm khó hơn bằng cách là cho 4m và khá là nhiều người ngã xe trong đó. Cái môn này thực ra nó rất là mới Việt Nam, như bạn biết thì chỉ mới tổ chức lần đầu tiên thôi. Mình đi xa và đi sâu thế giới rất là xa. Những đất nước Đông Nam Á như Thái Lan thì họ đã tham gia môn này, kể cả 2016 họ đã tổ chức tại quốc gia, chung kết tại quốc gia của họ rồi. Cho nên là so với những đất nước khu vực thì mình phải học hỏi rất là nhiều. Thì nhân chuyến đi này thì mình hy vọng nhất là mình sẽ học hỏi nhiều nhất có thể về kinh nghiệm, về cách chơi. Qua đó sau khi trở về mình chắc chắn mình sẽ chia sẻ lại để cái cộng đồng phát triển hơn, và hy vọng 2 năm tới thì số lượng tham gia sẽ gấp 10 lần chứ không phải như số lượng như ngày hôm nay. Tính đến thời điểm hiện nay, 6 giải đấu GS Trophy đã được tổ chức trong suốt 10 năm qua với tổng cộng 76 đội đua, 228 tay lái đến từ hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới tham gia thi đấu. Đặc biệt, GS Trophy năm 2018 đã diễn ra tại Mông Cổ, đã ghi nhận các đội nữ đầu tiên tham gia tranh tài cùng các đấng mày râu. Năm 2020 sắp tới, BMW Motorrad đã chọn New Zealand với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ làm nơi tổ chức GS Trophy. Hứa hẹn sẽ có vô vàn điều lý thú đang chờ đón các tay lái xuất sắc trên toàn thế giới khám phá và chinh phục. Dad, where's the tablet? I want to play roller coaster. You want to play roller coaster? Get ready.
life outside. The all-new Nissan Terra.